Hôm qua tại trường tiểu học Nguyễn Du, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên tổ chức ngày hội tư vấn học nghề, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2023. Ngày hội tư vấn học nghề việc làm thành phố Long Xuyên năm 2023 có 26 đơn vị doanh nghiệp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong và ngoài địa bàn thành phố tham gia, với gần 10.000 chỉ tiêu cơ hội việc làm, học nghề ở một số lĩnh vực ngành nghề như chế biến thực phẩm, may mặc, da giày, cơ khí, xây dựng, du học, xuất khẩu lao động. Tham gia tới phiên việc làm ngày hôm nay thì điều đầu tiên công ty muốn hướng tới đó là mong muốn truyền tải những cái thông tin, những cái cơ hội để các em có thể nắm bắt được cái tương lai. Thứ nhất là các bạn có đủ điều kiện để có thể là đi học tập và du học ở tại đất nước Nhật Bản. Và cái thứ hai nữa là gia đình cũng có thêm cái sự chuẩn bị cho các em sau khi tốt nghiệp ra trường. Thì các bạn nếu không học tiếp lên cao đẳng và đại học thì vẫn có thể là kiếm thu nhập cho bản thân bằng con đường đi làm việc ở tại thị trường Nhật Bản. Ngày hôm nay là cái sự quan tâm của các bạn rất là nhiều, kể cả các bạn mới lớp 10 thôi, nhưng mà các bạn đã có sự chuẩn bị, lo lắng, quan tâm thông qua các câu hỏi của các bạn rất là sâu, rất là sát, không có qua lo như những năm trước. Thì đó là một cái gì rất là vui các doanh nghiệp ạ. Đến với ngày hội, các em học sinh, sinh viên và người lao động đã được bộ phận tuyển dụng của các doanh nghiệp thông tin giới thiệu về môi trường, điều kiện làm việc, các vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng của các công ty, chế độ chính sách, mức thu nhập khi làm việc tại doanh nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dạ, đến với ngày hội việc làm hôm nay thì em thấy là rất là vui, tại vì ở đây các anh chị đều hỗ trợ cho em rất là nhiều thứ. Với một người là có một cái ước mơ là được đi Hàn Quốc, thì khi mà đến cái chỗ mà các anh chị tư vấn thì em rất là vui, bởi vì các anh chị rất là nhiệt tình và hỗ trợ em hết mình. Sau khi mà đi qua từng gian hàng thì em thấy mỗi gian hàng được kiểu hỏi cho em nhiều thông tin, giúp ích cho em giải quyết những câu hỏi mà em đặt ra. Ngày hội tư vấn học nghề, việc làm năm 2023 là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần tạo điều kiện tăng cường thông tin, kết nối, phối hợp liên kết giữa các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, cung ứng lao động, dịch vụ việc làm, mở ra cơ hội nghề nghiệp và việc làm có thu nhập cao, ổn định cho người lao động.